Ok, như vậy thì cái chủ đề hôm nay tôi cùng các bạn hãy đi trao đổi về một cái chủ đề là ép âm là gì. Thì hôm nay trên một số cái hồ sơ dự toán xây dựng, các anh chị hay bị quên cái phần chi phí ép âm, đặc biệt là đối với các cái công trình mà không có tầng hầm. Nếu có tầng hầm thì các anh chị sẽ nhớ ngay, bởi vì khối lượng rất là lớn. Tuy nhiên thì đối với những công trình không có tầng hầm thì nó vẫn có cái phần chi phí ép âm. Cho nên đối với các cái công trình vốn ngân sách chúng ta đem đi thẩm tra thì chắc chắn đơn vị thẩm tra họ sẽ ý kiến về cái vấn đề chi phí này. Tại sao thì các anh chị hay bị sai sót? Bởi vì là gì? Thực ra nó không phải là các anh chị không đọc được, mà là gì? Ở đây đối với một số anh chị bên kinh tế xây dựng, khi ra trường làm dự toán xây dựng thì thường thì các anh chị kinh tế xây dựng sẽ không được học nhiều về biện pháp thi công. Do vậy anh chị quên, bởi vì anh cứ lầm tưởng thì gọi là quên về cái biện pháp. Còn đối với các anh chị bên xây dựng thì các anh chị này nắm rất là rành, biết được cái cọc chúng ta ép như thế nào, ép một cái cọc như thế nào để chúng ta tính được cái chi phí. Do vậy khi mà chúng ta ép một cái cọc theo thiết kế thì các công trình dân dụng thì đa số là gì, nó không phải là cái cọc là đài cọc cao phải nào, nó không giống như là ở bên cầu đường. Thì đa số các cái đài cọc ở bên công trình dân dụng là nó đều nằm dưới mặt đất tự nhiên. Do vậy nó sẽ có một cái đoạn cọc mà chúng ta ép không, ta nhấn xuống ở dưới sâu so với cái mặt đất tự nhiên một cái khoảng nào đó, thì nó tùy theo cái cao độ của thiết kế. Thì đó chính là cái chi phí mà chúng ta ép âm. Đó, cái đoạn mà chúng ta ép nhấn sâu xuống so với mặt đất tự nhiên, nó nằm sâu xuống bên dưới. Tại vì cái đài cọc chúng ta là nó nằm sâu hoặc bằng, hiếm cái trường hợp mặt bằng hay là nó bằng. Cho dù nó bằng đi nữa thì nó cũng có một cái đoạn gọi là chiều cao của đài cọc. Thì chúng ta sẽ lưu ý đến cái phần chi phí này. Hoặc là gì? Trong một số công trình có cái phần hố bít thang máy chẳng hạn, thì những khu vực này chắc chắn phải ép âm. Và những công trình có tầng hầm bán hầm chắc chắn phải ép âm. Do vậy chúng ta phải lưu ý tính toán từng cái chi phí này. Và làm như thế nào để chúng ta tính cái chi phí ép âm? Đó. Thì cũng giống như chúng ta tính cái chi phí ép cọc thông thường, cũng vận dụng đúng cái mã mức đó luôn. Tuy nhiên rằng trong cái phần hao phí vật tư thì các anh chị xóa hết cái phần hao phí vật tư, chúng ta chỉ sử dụng cái hao phí nhân công và ca máy ở trong cái định mức mà chúng ta vừa áp dụng để tính cái phần chi phí mà chúng ta ép cái đoạn cọc theo thiết kế. Do đó chúng ta cần phải lưu ý vấn đề này. Ngoài ra thì khi mà tính toán lập chiều toán ép cọc thì ở đây tôi cũng đề cập luôn là gì, ví dụ như là đối với cọc bê tông đúc sẵn thông thường thì chúng ta gồm những cái công tác nào. Đầu tiên là chúng ta ép đoạn cọc theo thiết kế, và tức là đoạn cọc mà chúng ta theo cái chiều dài cọc nằm dưới mặt đất. Thứ hai là ép âm, thì tùy trường hợp nếu có hay là không có. Và cái đây chúng ta phải xem cái hồ sơ thiết kế, chúng ta phải xem cái cao độ mặt đất tự nhiên, cao độ của cái định cọc, hay là định cọc nó nằm ở cao độ nào, nó có nằm nếu nó nằm bằng so với cốt mặt đất tự nhiên thì coi như không có ép âm, hoặc nằm cao hơn thì chúng ta cũng không có ép âm. Ở cái vấn đề cao hơn thì chúng ta sẽ bàn sau coi nào. Và nếu như nó nằm sâu xuống so với mặt đất tự nhiên thì chúng ta phải tính tới khối lượng ép âm. Còn cách ép, cách tính cái chi phí ép âm như thế nào thì tôi vừa đề cập thôi nè. Thứ hai là phần công tác nối đầu cọc. Nối đầu cọc
thì nó cũng có định mức nối đầu cọc, thì trong định mức chúng ta tra ra. Thứ ba là phần đối với cọc bê tông đúc sẵn thông thường thì nó có cái công tác là đập đầu cọc. Đập đầu cọc thì không có công tác đâu, tuy nhiên thì chúng ta sẽ vận dụng một cái công tác giống như là chúng ta đập đầu cọc, giống như là đập cái đập cột đó nè, đập cái cấu kiện, phá vỡ cấu kiện, thì chúng ta sẽ vận dụng và áp dụng cái công tác đó. Như vậy là gì? Có bốn cái công tác liên quan này. Đầu tiên là ép cọc, thiết kế ép âm, nối cọc và đập đầu cọc, đó là liên quan tới khi chúng ta tính chi phí ép cọc là bê tông đúc sẵn thông thường. Còn đối với cọc ly tâm thì nó gồm có là gì? Ép cọc theo chiều dài thiết kế, tức là nhu đầu cọc nằm âm hoặc bằng so với mặt đất tự nhiên, ép âm nếu có hay không, nối cọc đó. Đối với cọc ly tâm thì nó sẽ không có công tác là đập đầu cọc nè, mà nó sẽ có cái công tác đổ bê tông để nối đầu cọc vào đài. Thì cái này chúng ta sẽ xem trong hồ sơ thiết kế, và nó có bê tông và nó có lên phần cốt thép này. Thì cái đó chúng ta xem để chúng ta tính cho nó đủ để nó tránh cái trường hợp thiếu. Và một cái lưu ý rằng trong cái định mức ép cọc thì chúng ta chưa có tính tới cái chi phí gọi là vận chuyển cọc nhé, anh chị lưu ý. Cho nên khi chúng ta nhập cái đơn giá cọc bê tông đúc sẵn thì chúng ta phải tính cái chi phí và nó vận chuyển tới công trường, tức là từ nhà máy giao tới công trường thì cái giá đó bao nhiêu chúng ta nhập vào. Còn trường hợp nếu mà chúng ta chỉ lấy cái giá sản xuất tại nhà máy, tức là có những cái đơn vị họ chỉ cấp từ nhà máy lên xe vận chuyển, còn ra tới công trường thì nó phải có một cái chi phí gọi là bóc xuống và mặc từ trên xe xuống. Thì chúng ta lưu ý, nếu như mà chúng ta áp dụng cái đơn giá nào thì chúng ta, nếu như chúng ta bỏ áp cái đơn giá cọc chỉ gọi là bóc trên xe từ nơi sản xuất và vận chuyển, thì chúng ta phải tính thêm cái phần chi phí gọi là bóc từ trên xe xuống công trường tới cái vị trí chúng ta cọc đó. Và một cái vấn đề nữa là gì? Có một số công trường thì xe nó sẽ không vào được, xe vận chuyển cọc không vào được, sẽ tốn thêm một cái phần chi phí mà gọi là vận chuyển cẩu, cẩu đến bố trí từng khu vực, là ta bố trí trong phạm vi 30 mét để chúng ta ép cọc. Chúng ta phải lưu ý nếu như cái điều kiện thi công nó không có được thích hợp thì chúng ta phải lưu tâm đến để chúng ta tính sao cho nó khỏi bị phát sinh cái chi phí sau này thì chúng ta đi đấu thầu, chúng ta ra giá với thầu. Thì có một số trường hợp là khi mà chúng ta đã ra giá với thầu rồi thì nhà thầu đi khảo sát thì cái mặt bằng công trường nó không được thuận lợi thì nó sẽ phát sinh thêm số chi phí. Và lúc này chúng ta đã nói về cái vấn đề, có đề cập đến cái vấn đề gọi là ép dương. Ép dương nghĩa là sao? Thực ra ép dương nó chỉ xảy ra đối với những cái cọc thí nghiệm, những cái cọc thí nghiệm thôi. Chúng ta ép mà chúng ta phải chừa một cái đoạn cao hơn so với mặt đất để chúng ta phục vụ cho cái việc mà chúng ta thí nghiệm những cái cọc thử tính. Thì những cái đoạn đó, tại sao nếu như mà chúng ta áp dụng những cái cọc thông thường, áp dụng với những cái mã định mức giống như chúng ta cái cọc 20 mét, chúng ta tính đủ 20 mét, tức là được hiểu là ép từ cao độ mặt đất từ dưới xuống như này. Như vậy thì những cái đoạn cọc lòi ở trên thì chúng ta đâu có tốn chi phí đâu, chúng ta chỉ tốn vật liệu chứ chúng ta không tốn cái phần chi phí nhân công và ca máy. Do vậy nếu như mà một số đơn vị thẩm tra họ ý kiến về cái vấn đề ép dương thì chúng ta phải biết ép dương như thế nào để chúng ta giải trình. Và hiện nay thì gần như nó sẽ không đáng kể, bởi vì sao? Một cái công trình thì nó cái số lượng cọc ở thử tỉnh nó không đáng kể, sẽ rất là ít, cho nên chúng ta có thể giải trình bỏ qua được cái phần công tác ép dương. Và một cái lưu ý cuối cùng là gì?
đối với một số cái công trình mà có thí nghiệm trên cọc thì các anh chị lưu ý cái chi phí hay những cái cọc thử tỉnh, chúng ta phải đưa ra cái phần chi phí thí nghiệm đến trên cọc. Thì khi mà tính lập dự toán cho cái phần chi phí thí nghiệm đến tỉnh thì nó có cái cách tính riêng và có những cái hệ số chi phí riêng. Do đó chúng ta phải đưa sang phần chi phí của thí nghiệm đến tỉnh thì áp dụng những cái mã định mức khảo sát nó sẽ khác. Tuy nhiên thì cái phần chi phí F thì nó cũng giống như vậy thôi, nhưng mà cái cách tính hệ số của các thành phần hao phí nó sẽ khác so với chúng ta lập dự toán bên phía phần xây dựng thế nào. Thì các anh chị lưu ý một số vấn đề như vậy để chúng ta vận dụng định mức sao cho nó phù hợp và chúng ta giải trình được với các chủ đầu tư, giải trình được với đơn vị thẩm tra. Ok, như vậy là cái nội dung chia sẻ kết thúc tại đây. Nếu như anh chị nào cảm thấy những cái thông tin này hữu ích thì có thể đăng ký kênh nữa. Chúc cho các anh chị thành công.